Chiều 19 tháng 12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phá thành công chuyên án bắt nhóm đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với hơn 1.500 tỷ đồng. Nhóm đối tượng gồm 4 người, Vương Khương Thiện, Lê Kỳ Thông, Đoàn Hùng và Nguyễn Văn Sĩ đều trú tại thành phố Huế. Kết quả điều tra ban đầu, Thiện là người điều hành quản lý trang Shipper cấp cao nhất trong hệ thống với 4,8 triệu điểm, sau đó phân chia và cấp trang Master cho các đối tượng Thông, Hùng Sĩ và một số đối tượng khác. Từ tài khoản Master, các đối tượng tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp thấp hơn và cấp lại cho các con bạc để thực hiện hành vi đánh bạc. Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc khoảng 1.500 tỷ đồng. Lực lượng công an cũng đã thu giữ hơn 1.000 trang tài liệu, 2 ô tô, 10 điện thoại, 3 máy tính bảng các loại và hơn 200 triệu đồng tiền mặt, cùng một sổ tiết kiệm 600 triệu đồng với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.